Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Sau cưới Hà Thanh Xuân, cô cá coi lộ ngoại hình già trước tuổi khi đứng cạnh Lam Trường. Dù kém tuổi Lam Trường, nhưng khi đứng cạnh cô cá coi Thắng Ngô lại kém sắc và già hơn trông thấy. Sau khi cưới Hà Thanh Xuân, cô cá coi Thắng Ngô trở thành cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả, từng phải ở ẩn để tránh thị phi. Đại gia U50 hiện tại đã trở lại với nhịp sống bình thường, thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Mới đây, vua cá coi chia sẻ trên trang cá nhân, nhân hình ảnh chụp cùng ca sĩ Lam Trường kèm caption: từ khi quen em, anh đã biết bối rối, lẩm nhẩm với bài hát gần 20 năm, nay mới có tấm ảnh với người làm cho bài hát ngự trị làn sóng xanh một thời. Không rõ cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng điều khiến dân tình quan tâm nhất là ngoại hình chênh lệch của đại gia sinh năm 1975 với ca sĩ Lam Trường. Dù hơn vua cá coi một tuổi, nhưng giọng ca tình thô xót xa, nhìn trẻ trung hơn hẳn. Trái lại, ông xã Hà Thanh Xuân bị dìm vì cách ăn mặc và làn da lão hóa rõ rệt. Trước đó, trong ảnh selfie được vua cá coi chia sẻ trên mạng xã hội, dân tình cũng dễ dàng phát hiện ra làn da nhiều nếp nhăn cùng mái tóc hoa râm của đại gia này, nhất là khi đứng cạnh Hà Thanh Xuân trẻ đẹp rạng rỡ. Thắng Ngô còn dừ hơn, khó mà tin anh mới chỉ đang ở độ tuổi 50. Vua cá coi và Hà Thanh Xuân kết hôn vào ngày 2 tháng 5 năm 2022. Cuộc hôn nhân của cả hai vấp phải vô số lời đồn như đại gia U50, do bỏ bạn sang bỏ vợ. Hà Thanh Xuân là tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình vua cá coi. Trước những thông tin như vậy, Thắng Ngô đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ và hết mực bảo vệ bà xã. Anh khẳng định, nhiều người tưởng tôi giàu lên từ nghề cá coi, nhưng rất sai lầm. Tôi còn làm nhiều nghề như thầu xây dựng, thiết kế thi công, kinh doanh bất động sản. Đó là nguồn thu nhập của tôi. Nhưng để nói rằng tôi giàu để vợ mới của tôi đến với tôi thì không hề có. Hiện tại bây giờ tôi chỉ là người có thu nhập sống không dư giả. Khi chia tay vợ cũ, tôi không mang theo gì cả. Xuân là người biết rõ điều này vì tôi đã nói hết với cô ấy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.